Tiếng Trung lớp 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với 4.500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Và hôm nay chúng ta học tới tập 41, tỷ sử sự ý chí. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất cho bài hôm nay đó là từ chư chinh. Chư chinh nghĩa thứ nhất là giật mình, hốt hoảng, sửng sốt. Và nghĩa thứ hai là ngạc nhiên. Và chúng ta có cụm từ tả chư ý chinh, có nghĩa là giật mình, sửng sốt, bàng hoàng, sửng sốt. Câu ví dụ thứ nhất. Huấy tạo lý khai 20多年 tờ cụ xiang, chư lý tờ biện hòa, rạng ủa phây chẳng chư chinh. Huấy tạo, trở về, lý khai 20多年 tờ cụ xiang, đây là cụm danh từ. Cụ xiang là cố hương, tức là quê cũ. Lý khai, xa cách, 20多年, hơn 20 năm. Chư lý tờ biện hòa, đây cũng là cụm danh từ. Biện hòa là sự thay đổi. Chư lý tờ ở nơi đây. Ràng ủa khiến cho tôi phây chẳng chư chinh, vô cùng ngạc nhiên. Huấy tạo lý khai 20多年 tờ cụ xiang, chư lý tờ biện hòa ràng ủa phây chẳng chư chinh. Câu ví dụ tiếp theo. Sấn chí tờ múa sụ sử hải tử mấn chư chinh tờ tầng tạ yển chinh. Sấn chí tờ múa sụ, múa sụ là màn ảo thuật. Sấn chí tờ, thần kỳ. Sử hải tử mấn, khiến cho lũ trẻ. Chư chinh tờ là làm gì đó một cách sửng sốt. Tầng tạ yển chinh, nghĩa là trợn tròn mắt lên hoặc là chố mắt lên. Sấn chí tờ múa sụ sử hải tử mấn chư chinh tờ tầng tạ yển chinh. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa mở yêu hội tờ chia cửa cụ cửa tâu cảm tạo hẳn chư chinh. Chưa mở yêu hội tờ chia cửa, đây là cụm danh từ. Chia cửa là mức giá hoặc giá cả. Yêu hội là ưu đãi. Chưa mở thế này. Chưa mở yêu hội tờ chia cửa, mức giá ưu đãi thế này. Cụ cửa, khách hàng, tâu cảm tạo đều cảm thấy hẳn chư chinh, rất sửng sốt. Chưa mở yêu hội tờ chia cửa, cụ cửa tâu cảm tạo hẳn chư chinh. Câu ví dụ tiếp theo. Tha mân lẻ ý chinh lý huân tờ xiao xỉ rằng phẩn yếu mân chư lỡ ý chinh. Hoặc có thể nói là rằng phẩn yếu mân ta chư ý chinh. Tha mân lẻ ý chinh lý huân tờ xiao xỉ, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Xiao xỉ là thông tin hoặc là tin tức. Tha mân lẻ hai bọn họ ý chinh lý huân đã ly hôn. Tha mân lẻ ý chinh lý huân tờ xiao xỉ, thông tin hai bọn họ đã ly hôn. Ràng phẩn yêu mến, khiến cho bạn bè chư lỡ ý chinh, bàng hoàng sửng sốt. Tha mân lẻ ý chinh lý huân tờ xiao xỉ, ràng phẩn yêu mến chư lỡ ý chinh. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu vừa học xong với bạn Linh Chữ Yên nhé. Chư chinh 大吃一惊, 回到离开20多年的故乡, 这里的变化让我非常吃惊。 神奇的魔术使孩子们吃惊地瞪大眼睛。 这么优惠的价格, 顾客都感到很吃惊。 他们俩已经离婚的消息让朋友们吃了一惊. Từ vựng tiếp theo là từ chư khổ. Chư khổ là chịu khổ hoặc là chịu vất vả. Câu ví dụ thứ nhất, nỉ nấng chư khổ mà. Câu này các bạn có thể sẽ hay gặp khi các bạn đi phỏng vấn xin việc. Nỉ nấng chư khổ mà, bạn có thể chịu vất vả được không? Câu ví dụ tiếp theo. 现在的孩子没有经历过吃苦的日子。现在的孩子, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. 孩子 là trẻ em. 现在的, bây giờ. 没有 cộng với động từ cộng với của, nghĩa là chưa từng làm gì đó bao giờ. 经历 là trải qua hoặc là từng trải. 没有经历过, chưa từng trải qua. 吃苦的日子, 日子 nghĩa là những ngày tháng. 吃苦, chịu khổ. 现在的孩子没有经历过吃苦的日子. Câu ví dụ tiếp theo.
承担这个任务，你就要准备吃苦。承担担任这个任务nhiệm vụ này, 你就要 là cậu sẽ phải, 准备准备, 吃苦chịu vất vả. 承担这个任务, 你就要准备吃苦. Câu ví dụ tiếp theo, 为了供我上学, 妈妈不知道吃了多少苦. 为了để, 供我上学, nuôi tôi ăn học.Mà mà mẹ tôi, bù chứ tạo không biết, chứ lỡ tùa sáu khổ đã phải chịu bao nhiêu vất vả. Quê lỡ cung của sang xuế, mà mà bù chứ tạo, chứ lỡ tùa sáu khổ. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc lại những câu vừa phân tích xong với bạn Linh Chí Yên nhé. Chứ khổ. Nhi nâng chứ khổ mà?现在的孩子没有经历过吃苦的日子。承担这个任务，你就要准备吃苦。为了供我上学，妈妈不知道吃了多少苦。Từ vựng tiếp theo đó là từ chư ly. Chư ly nghĩa là tốn sức.Vất vả hoặc là khó nhọc. Câu ví dụ tiếp theo. 我以前没学过英语, 现在年纪大了, 学起来有点吃力. 我以前, tôi trước đây, 没学过英语, chưa từng học tiếng Anh. 现在, bây giờ, 年纪大了, tuổi nhiều rồi. 学起来, học, tức là nói về việc bắt tay vào học.有点吃力, có chút vất vả. 我以前没学过英语, 现在年纪大了, 学起来有点吃力. Câu ví dụ tiếp theo, 摩托车坏了, 我只好吃力地推着走. 摩托车, xe máy, 坏了, hỏng rồi. 我只好, tôi đành phải, 吃力地,là làm gì đó một cách rất là khó nhọc, rất là vất vả. Thuê chữa dẫu, đẩy nó đi. Múa thua chưa hoài lợ. Ủa chứ hảo, chứ lì tờ, thuê chữa dẫu. Câu ví dụ tiếp theo. Chữ điển sang tờ chữ thai xỏ, yên chinh khan tờ hẳn chứ lì. Chữ điển sang tờ chữ, đây là cụm danh từ. Chữ là chữ, chữ điển sang trong từ điển.Thái xiao, nhỏ quá. Yên chinh, mắt. Khan tờ, nhìn. Hẳn chư lì, rất khó nhọc. Chữ điển sang tờ chữ thái xiao. Yên chinh, khan tờ, hẳn chư lì. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc lại mấy câu vừa nãy với bạn Linh Chí Yên nhé. Chư lì. 我以前没学过英语。现在年纪大了。学起来。有点吃力。摩托车坏了，我只好吃力地推着走。词典上的字太小，眼睛看得很吃力。Từ vựng tiếp theo là từ chư khuê. Chư khuê nghĩa là chịu thiệt, bị tổn thất hoặc là bị thiệt hại. Câu ví dụ thứ nhất.不听老人言，吃亏在眼前。Đây là một câu tục ngữ trong tiếng Trung. 不听không nghe, 老人言, lời của người già. 吃亏 bị chịu thiệt, 在眼前, ở ngay trước mắt. 不听老人言, 吃亏在眼前. Câu ví dụ tiếp theo. 按照这个条件合作, 双方都不吃亏. 按照根据theo,这个条件, điều kiện này, 合作, hợp tác, 双方, đôi bên, 都不吃亏, đều không phải chịu thiệt. 按照这个条件合作, 双方都不吃亏. Câu ví dụ tiếp theo, 人善被人欺, 马善被人骑, 做人太老实, 就容易吃亏.
Lấn sàn bảy lấn chi, mà sàn bảy lấn chí. Đây cũng là một câu tục ngữ ở trong tiếng Trung. Sàn nghĩa là thiện, chi là bắt nạt. Lấn sàn bảy lấn chi có nghĩa là người hiền thì sẽ bị người khác bắt nạt. Mà sàn bảy lấn chí ý là ngựa hiền thì bị người ta cưỡi. Chùa lấn làm người hoặc là sống. Thải lão sứ quá thật thà. Chiều rúng ý thì sẽ dễ. Chư khuây phải chịu thiệt. Lấn sàn bảy lấn chi, mà sàn bảy lấn chí. Chùa lấn thải lão sứ, chiều rúng ý chư khuây. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc lại với Linh Chữ Yên nhé. Chư khuây. Bù thính lão rấn yên. Chư khuây. 在眼前 按照这个条件合作 双方都不吃亏 人善被人欺 马善被人骑 做人太老实 就容易吃亏 Từ vựng tiếp theo đó là từ chư chính. Chư là ngốc. Chư chính nghĩa là si tình. Câu ví dụ thứ nhất, Tha sư ý cửa chư chính tợ nán dẫn. Tha sư anh ấy là ý cửa sầm mà tợ nán dẫn là một người đàn ông như thế nào đó. Chư chính si tình. Tha sư ý cửa chư chính tợ nán dẫn. Câu ví dụ tiếp theo, Chùa nữ dẫn bú yào thải chư chính. Chùa nữ dẫn làm phụ nữ. Bú yào đừng thải chư chính quá si tình. Chùa nữ dẫn bú yào thải chư chính. Câu ví dụ tiếp theo, chư chính tợ dẫn sang tợ trời sân. Chư chính tợ dẫn người si tình, sang tợ là bị tổn thương, trời sân sâu nhất. Chư chính tợ dẫn sang tợ trời sân. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc với bạn Linh Chữ Yên nhé. 痴情，他是一个痴情的男人。做女人，不要太痴情。痴情的人伤得最深。 Từ vựng tiếp theo là từ chứ thắng. Chứ thắng là cái ao. Câu ví dụ thứ nhất, chỉ cửa hải tử theo chi nà cửa chứ thắng yếu dũng. Chỉ cửa hải tử, mấy đứa trẻ theo chìn, nhảy xuống sông, xuống ao, xuống biển, vân vân. Ở chúng tiếng Việt chúng ta dùng từ xuống, còn tiếng Trung thì nói là chìn. Nà cửa chứ thắng, cái ao đó yếu dũng, bơi. Chỉ cửa hải tử theo chìn nà cửa chứ thắng yếu dũng. Câu ví dụ tiếp theo, chiêu mùa chứ thắng chung tợ hứa dễ hoàn toàn khu quậy lợ. Chiêu là mùa thu, mùa là cuối. Chiêu mùa là cuối thu. Chứ tháng chung tợ hứa dễ, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Hứa dễ, lá sen. Chứ tháng chung tợ, trong hồ. Hoàn toàn đã hoàn toàn. Khu quậy lợ, heo úa rồi. Chiêu mùa, chứ tháng chung tợ hứa dễ, hoàn toàn khu quậy lợ. Câu ví dụ tiếp theo, chứ tháng lì tơ xẻo yú, yếu lái yếu chỉ, sứ phân khoai lửa. Chứ tháng lì tơ xẻo yú, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Xẻo yú, những chú cá. Chứ tháng lì tơ, trong ao. Yếu lái yếu chỉ, bơi đi bơi lại, sứ phân khoai lửa, rất vui vẻ. Chứ tháng lì tơ xẻo yú, yếu lái yếu chỉ, sứ phân khoai lửa. Sau đây chúng ta cùng đọc mấy câu vừa học xong với bạn Linh Tử Yên nhé. Chứ thắng. Chỉ cái hài tử theo dịnh nơi cái chứ thắng yếu dụng. Chiêu mộ. Chứ thắng trong đất hứa dịa hoàn toàn khu vệ là. Chứ thắng lì đất xào yú yếu lại yếu chữ sứ phân khoai lợ. Từ vựng tiếp theo đó là từ chứ tảo. Chứ tảo nghĩa là đến muộn. Câu ví dụ thứ nhất, Ủa chín thiên chứ tảo tờ yên yên sử tủ chưa lợ.
我今天迟到的原因, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. 原因nghĩa là nguyên nhân. 我今天, hôm nay tôi, 迟到, đến muộn. 是, là, 堵车了, tắc đường. 我今天迟到的原因是堵车了。Câu ví dụ tiếp theo, 这个学生不遵守纪律, 经常迟到。这个学生, em học sinh này, 不遵守, không tuân thủ, 纪律, kỷ luật, 经常迟到, thường xuyên đến muộn. 这个学生不遵守纪律, 经常迟到。Câu ví dụ tiếp theo, 跟朋友约会, 他从来没有迟到过。跟朋友约会, hẹn với bạn bè, 约会 là hẹn hoặc là hẹn hò.Vừa là động từ vừa là danh từ. Tha chúng lái, anh ấy từ trước tới giờ. Mấy dẫu không. Mấy dẫu chứ tao của, chưa từng đến muộn. Cân phẩn yếu yue huệ, tha chúng lái, mấy dẫu chứ tao của. Sau đây chúng ta cùng đọc lại với bạn Linh Chữ Yên nhé. Chứ tao. 我今天迟到的原因是堵车了。这个学生不遵守纪律，经常迟到。跟朋友约会，他从来没有迟到过。Từ vựng tiếp theo đó là từ trì tuần. Trì tuần nghĩa là chậm chạp, trì trệ hoặc là không lanh lợi, nói về phản xạ hoặc là đầu óc. Câu ví dụ thứ nhất, 你要多动脑子才不会迟钝。Nǐ yào, bạn phải. Tua cộng với động từ là làm gì đó nhiều. Tùng não dự là động não. Tua tùng não dự, động não nhiều. Trái bú huẩy, mới không. Trứ tuần, phản xạ chậm chạp. Trái bú huẩy trứ tuần, mới không bị phản xạ chậm chạp. Nǐ yào tua tùng não dự, trái bú huẩy trứ tuần. Câu ví dụ tiếp theo.他回答问题时显得有点迟钝。他回答问题时, cái này chúng ta dịch trước, 时 là khi, hoặc là 的时候。他回答问题, cô ấy trả lời câu hỏi, 显得 là trông có vẻ gì đó, 有点, hơi, 迟钝, chậm chạp. 他回答问题时显得有点迟钝。Câu ví dụ tiếp theo, Tha yong hạ yu tui hoa sứ, phản ứng bì jiao trứ tuần. Sứ khi, Tha yong hạ yu, anh ấy dùng tiếng Trung, tui hoa, đối thoại, phản ứng, phản xạ, bì jiao trứ tuần, tương đối chậm. Tha yong hạ yu tui hoa sứ, phản ứng bì jiao trứ tuần. Bây giờ chúng ta sẽ đọc các câu vừa học xong với Lý Chữ Yên nhé.迟钝，你要多动脑子，才不会迟钝。他回答问题时显得有点迟钝。他用汉语对话时反应比较迟钝。Từ vựng tiếp theo là từ迟疑。Chứ ý là chần chừ, do dự hoặc là lưỡng lự. Câu ví dụ thứ nhất, Zài xuyển chứa nả cơ chuyên nghiệp tờ vân thí sẵn, wǒ yǒu xiě chứ ý. Zài shěnme vân thí sẵn là trong vấn đề gì đó. Xuyển chứa lựa chọn nả cơ chuyên nghiệp, chuyên ngành nào. Zài xuyển chứa nả cơ chuyên nghiệp tờ vân thí sẵn, trong vấn đề lựa chọn chuyên ngành nào.Ủa hiểu xia, tôi có một chút chú ý, do dự. Trên xuyển chứa nả cơ chuyên nghiệp tờ vân thí sẵn, ủa hiểu xia chú ý. Câu ví dụ tiếp theo, Chiên tình xía ý chư chiến, Chinh lý chú ý là ý khỏi, hoặc đọc là ý khỏi. Chấm chấm chư chiến là trước khi gì đó, Chiên tình ký hoặc là ký kết, xía ý hợp đồng,tức là cái cam kết giữa đôi bên.
Chính lý giám đốc chú ý là ý hỏi, do dự một lúc. Chiên định xế ý chứ chén, chính lý chú ý là ý hỏi. Câu ví dụ tiếp theo, ta chú ý là ý hỏi, trái xua chú tự chỉ tờ chế định. Ta chú ý là ý hỏi, anh ấy lưỡng lự một lúc. Trái xua chú mới nói ra, tự chỉ tờ chế định, quyết định của mình. Ta chú ý là ý hỏi, trái xua chú tự chỉ tờ chế định. Từ vựng tiếp theo đó là từ chứ chảo. Chứ là muộn, chảo là sớm, chứ chảo là sớm muộn. Câu ví dụ thứ nhất, chứ yang chua sơn y, chứ chảo hội đảo bị. Chua sơn y nghĩa là làm kinh doanh, chứ yang thế này. Chứ yang chua sơn y, làm kinh doanh kiểu này. Chứ chảo sớm muộn, hội đảo bị cũng sẽ sập tiệm. Đảo bị nghĩa là thua lỗ hoặc là sập tiệm. 这样做生意迟早会倒闭. Câu ví dụ tiếp theo, 你还是跟你妈坦白我们离婚的事情吧, 因为她迟早也会知道的. 还是 hay có nghĩa là nên hoặc là gì đó vẫn là hơn. 坦白 nghĩa là nói thẳng, nói thật. 你还是跟你妈坦白, anh nên nói thật với mẹ anh. 我们离婚的事情吧. 事情 là việc hoặc là sự việc. 我们离婚, chúng ta ly hôn. 因为 bởi vì, 她迟早 bà ấy sớm muộn, 也会知道的 cũng sẽ biết. 你还是跟你妈坦白 我们离婚的事情吧. 因为她迟早也会知道的. Câu ví dụ tiếp theo, 你欠她的钱 迟早也要还的，不要一直拖了。你欠他的钱, đây là cụm danh từ, 钱 là tiền, 你欠他的, cậu nợ anh ấy. 迟早, sớm muộn, 也要还的, cũng phải trả. 不要, đừng, 一直 là cứ mãi, 拖 là khất, tức là gác lại về sau, hoặc là trì hoãn. 不要一直拖了, đừng khất lần khất lượt mãi nữa. 你欠他的钱迟早也要还的，不要一直拖了. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc lại với bạn Lý Tử Yên những câu vừa phân tích xong nhé. 迟早这样做生意迟早会倒闭。你还是跟你妈坦白我们离婚的事情吧，因为她迟早也会知道的。 你欠他的钱迟早也要还的，不要一直拖了. Thưa các bạn, và như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài ngày hôm nay rồi. Phi thường cảm ơn tất cả các bạn đã quan khán. Bye bye.